Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Tố Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Tố Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Tố Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Nếu các em chưa đăng ký, chưa bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Tố Vlog. Và bây giờ mời các em mở sách và bài tập tiếng Việt lớp 3, tuần 23 trang 22. Luyện từ và câu. Đầu tiên mời các em làm bài tập số 1, đọc bài thơ Đồng hồ báo thức. Bác Kim giờ thận trọng, nhích từng ly từng ly, anh Kim Phút làm lì, đi từng bước từng bước. Bé Kim Dây tinh nghịch, chạy vút lên trước hàng, ba Kim cùng tới đích, rung một hồi chuông vang. Rồi sau khi đọc bài thơ, thì em trả lời câu hỏi câu A, viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi trong bảng sau. Những vật nào được nhân hóa? Mẫu là kim giờ. Bác kim giờ thận trọng, nhích từng ly từng ly. Những vật ấy được nhân hóa bằng cách nào? Những vật ấy được gọi bằng gì? Ở đây kim giờ được gọi bằng bác. Những vật ấy được tả bằng những từ ngữ nào? Bác kim giờ thận trọng, nhích từng ly từng ly. Rồi như vậy là kim giờ được tả bằng những từ ngữ là thận trọng, nhích từng ly từng ly tiếp theo là anh kim phút lầm lì đi từng bước từng bước rồi kim phút được gọi bằng anh được tả bằng những từ ngữ là lầm lì đi từng bước từng bước tiếp theo là bé kim dây tinh nghịch chạy vút lên trước hàng kim dây được gọi là bé được tả bằng những từ ngữ là tinh nghịch chạy vút lên trước hàng Rồi cuối cùng là ba kim. Ba kim cùng tới đích rung một hồi chuông vang. Được tả bằng những từ ngữ là cùng tới đích rung một hồi chuông vang. B em thích hình ảnh nào? Vì sao? Thì ở đây chúng ta có thể thích hình ảnh là ba kim cùng tới đích Em thích hình ảnh ba chiếc kim cùng tới đích một lúc Bởi tuy mỗi chiếc kim tính cách khác nhau Nhưng cả ba đều có trách nhiệm là hoàn thành công việc chung Ba kim cùng tới đích rung một hồi trung vang Tiếp theo em sang bài tập số 2 Dựa vào bài thơ trên Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau A. Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào? Thì chúng ta biết là bác Kim giờ nhích về phía trước một cách thận trọng. Bác Kim giờ thận trọng nhích từng ly từng ly. B, anh Kim phút đi như thế nào? Anh Kim phút lầm lì đi từng bước từng bước. Rồi như vậy là các em có thể trả lời là anh Kim phút lầm lì đi từng bước từng bước. C, bé Kim dây chạy lên trước hàng như thế nào? Bé Kim dây tinh nghịch chạy vút lên trước hàng. Rồi như vậy các em có thể trả lời là bé kim dây tinh nghịch chạy vút lên trước hàng thật nhanh Tiếp theo các em sang bài tập số 3 Viết câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm Câu câu hỏi A. À, Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng Ở đây bộ phận câu được in đậm là rất rộng Bây giờ các em viết câu hỏi cho bộ phận câu này Tức là các em viết câu hỏi như thế nào mà khi chúng ta trả lời là có nội dung là rất rộng. Rồi mẫu là Trương Vĩnh Ký hiểu biết như thế nào? Thì câu trả lời là Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng. B. Edison làm việc miệt mài suốt ngày đêm. Bộ phận câu được in đậm vào đây là miệt mài suốt ngày đêm. Như vậy chúng ta đặt câu là Edison làm việc như thế nào? Hoặc là Edison làm việc thế nào? C. Hai chị em thán phục nhìn chú Lý. Bộ phận câu được in đậm ở đây là thán phục. Rồi như vậy các em có thể đặt câu là Hai chị em nhìn chú Lý như thế nào? D. Tiếng nhạc nổi lên réo rắt. Rồi, bộ phận câu được in đậm ở đây là réo rắt. Như vậy các em đặt câu là Tiếng nhạc nổi lên như thế nào? Hay là tiếng nhạc nổi lên ra sao? Tiếng nhạc nổi lên như thế nào? Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Nếu các em chưa đăng ký, chưa bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.